Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn ạ. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, hôm nay ô tô 360 chúng tôi lại giới thiệu đến quý vị và các bạn một mẫu xe ở cái phân khúc hạng A, phân khúc có thể nói là nhỏ nhất rồi quý vị và các bạn nhé. Chiếc máy quay của chúng tôi ngày hôm nay là một chiếc xe Kia Morning phiên bản nhập khẩu quý vị và bạn nhé, phiên bản nhập khẩu và phiên bản nội địa Hàn Quốc quý vị và bạn ạ. Phiên bản này là phiên bản đủ, không thiếu bất cứ một cái gì cả, từ cửa nóc này, la răng đúc này, đèn pha bi xenon này, đèn led này, phanh ABS này và phanh đĩa 4 bánh. Trong nội thất thì có ghế da cao cấp và có cả sấy ghế, sấy vô lăng. Nói chung và option thì không thiếu một cái gì cả quý vị và các bạn ạ. Kể cả những chiếc xe SUV phân khúc cao, nhiều xe option cũng chưa được đầy đủ như chiếc xe Kia Morning này đâu quý vị và các bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2011, đăng ký lần đầu tại Việt Nam là 2013, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội. Và chiếc xe đã lăn bánh được chuẩn là 11 vạn km rồi quý vị và các bạn nhé. Chiếc xe này chúng tôi cam kết thứ nhất là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc nguyên bản ạ. Chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 279 triệu đồng quý vị và các bạn nhé. Vậy quý vị và các bạn nào mà đang có nhu cầu về chiếc xe Kia Morning 2011 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883. Chúng tôi để ngay phía dưới góc bên phải màn ảnh của quý vị và các bạn đang xem đây ạ. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Kia Morning 2011 này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về chiếc xe Kia Morning 2011 đăng ký 2013 này ạ. Mời quý vị và các bạn. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi, chúng ta cùng nhau tìm hiểu về chiếc xe Kia Morning sản xuất năm 2011 và đăng ký năm 2013, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội, lăn bánh được 11 vạn km này. Và chiếc xe này thì là phiên bản nhập khẩu nguyên chiếc quý bạn nhé, phiên bản nội địa của Hàn Quốc, cho nên là về option của nó đầy đủ. Lát nữa thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn chi tiết về những cái phần option. Sau đây thì tôi mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về cái phần thân vỏ của chiếc xe, xem chiếc xe này có đã bị đâm đụng hay là bị va chạm gì chưa nhé. Thưa với quý vị và các bạn, những chiếc xe mà chạy ở Hà Nội thì không thể tránh được khỏi được những cái vết xước sát nhé. Đây tôi sẽ giới thiệu chi tiết luôn cho quý bạn từ những cái phần xước sát này ạ. Đây là những cái phần xước sát này mà chủ xe đã để xước đấy ạ. Chúng tôi vừa mới mua về và tôi là vừa mới đem ra rửa đi thôi. Tôi mới rửa qua về cái phần bên ngoài là đem ra đây tôi quay, tôi giới thiệu luôn cho quý vị và các bạn đây nhé. Cơ bản là nó xước sát cũng rất là nhỏ nhẹ, chỉ cần đánh bóng hay là sơn một chút thôi là nó sẽ hết. Nhưng mà chiếc xe này thì nói thật với quý vị và các bạn, chia sẻ thật với quý vị và các bạn, chúng tôi buôn bán những chiếc xe Morning này thì không lãi được bao nhiêu ạ. Chỉ lãi được vài triệu đến chục triệu thôi, cho nên là chúng tôi sẽ tiết kiệm đến mức tối đa, tiết kiệm thấp nhất những cái chi phí sửa chữa cho chiếc xe, cho nên là tôi để gần như là tôi để nguyên tôi bán thôi ạ. Đây quý vị và bạn nhé. Đấy, bên ngoài thì cũng không có xước sát gì nhiều đâu, xước sát cũng rất là nhỏ này. Bên này là chủ yếu là bẩn thôi quý vị bạn này, có xước bên kia một chút, còn bên này là hơi bẩn nhá. Đấy, ở cái tầm thấp này thôi, chứ phần bên trên cao này cũng không việc gì này. Phần trên cao thì không việc gì cả, không có xước sát gì đâu ạ. Xước sát rất nhỏ, có một chút thôi, không đáng kể. Đấy, xước sát là ở cái bên này. Về cái phần đâm đụng hay là bị va chạm hay là ngập nước gì cái là chúng tôi đã cam kết rồi. Thứ nhất là không tai nạn này, không ngập nước này, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản hết. Nhìn về phần đầu thì quý vị và các bạn thấy đấy ạ, rất là mới, rất là đẹp. Cái thứ hai nữa là option thì rất là đầy đủ rồi quý bạn ạ, không còn thiếu một cái gì nữa. Cái xe này thì phiên bản này là đầy đủ hết rồi quý bạn nhé. Nhìn ở cái phần dưới này thì quý vị các bạn thấy đấy ạ, xe cũng đã được trang bị đèn pha bi xenon này, đèn led ban ngày này. Đấy, đã có đầy đủ cả từ đèn pha bi xenon đến phần đèn led ban ngày, đủ hết rồi. Đèn gầm, và không những nó còn đầy đủ và cái cụm đèn nó còn rất là mới quý vị các bạn ạ, vì chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, cho nên là nó rất là mới. Gương chiếu hậu gập điện tích hợp xi nhan trên gương quý vị các bạn nhé, đã tích hợp xi nhan trên gương và có cả cửa nóc đây quý vị các bạn này. Đấy, phiên bản này có cả cửa nóc luôn rồi, phiên bản đủ, không thiếu một cái gì cả. Đấy, xi nhan tích hợp trên gương, gương chiếu hậu gập điện. Đấy,
Và dàn lốp thì chủ xe cũng mới thay cả dàn lốp còn rất là dày quý vị các bạn nhé. Đây là cái dàn lốp mà chủ xe vừa mới thay, dày đấy, cả dàn luôn. Cả một cái dàn lốp này thì chủ xe mới thay còn rất là dày quý vị các bạn ạ. Và quý vị và các bạn thấy đấy ạ, chiếc xe đã được trang bị phanh ABS và cả phanh đĩa cả bốn bánh quý vị các bạn ạ. ABS thì đương nhiên là cả bốn bánh rồi, nhưng có những xe là phanh đằng trước ABS, phanh đằng trước là phanh đĩa thôi, còn đằng sau là tang trống. Nhưng chiếc xe này đã được trang bị cả cụm phanh sau cũng là phanh đĩa luôn quý vị bạn nhé. Đấy, tôi quay sát lại cho quý vị bạn xem này, phanh đĩa cả từ phanh sau luôn. Đấy. Và những cái tay nắm cửa này nguyên bản đã được trang bị là tay nắm cửa chrome rồi, và khóa thông minh để nổ start top bấm tay để mở cửa đây quý vị bạn ạ. Đấy. Nhìn về cái phần sau xe thì quý vị và các bạn thấy đấy ạ, cũng còn rất là mới, rất là đẹp, đẹp từ những cái cụm đèn hậu này. Cụm đèn hậu còn nguyên bản này, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm, chưa có bị xước sát gì cả, cho nên là nó còn nguyên bản và còn rất là đẹp. Phía bên dưới là cái đèn lùi, đó. Cụm đèn lùi là ở bên dưới. Và nhìn từ những cái phần ba là sốc sau đây quý vị và các bạn ạ, xe cũng đã được trang bị là cảm biến lùi, camera lùi đầy đủ cả rồi quý vị bạn nhé. Đấy. Camera lùi và cảm biến lùi đã được trang bị đầy đủ hết cả rồi. Khóa thông minh bấm tay mở cửa là bấm tay cả bên cánh bên phụ quý vị và bạn ạ. Bấm tay mở cửa là cả cánh bên phụ này luôn. Đấy. Phanh đĩa này, ABS, phanh đĩa cả bánh sau. Đấy, rất là mới, rất là đẹp rồi. Về cái phần ngoại thất thì chúng tôi cam kết là không bị đâm đụng, không bị va chạm gì rồi. Và rất là đẹp, rất là mới như thế này rồi đấy ạ. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất của chiếc xe nhé. Đấy, sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi mở cái cánh cửa bên lái này ra, xem về cái phần nội thất của chiếc xe. Đấy, tôi mở cái kéo cửa nóc ra. Đây là cái phần nội thất của chiếc xe nhé. Đầu tiên là tôi vẫn mời quý vị và bạn cùng tôi xem về cái phần keo chỉ này. Đây là cái phần keo chỉ của cánh cửa trước bên lái đây quý vị và bạn nhé. Keo chỉ còn nguyên bản này. Đấy, chưa mất một phần keo chỉ nào cả. Đấy, còn rất là mới, rất là đẹp. Bắp bi cửa cũng còn rất là mới. Đây là cụm điều chỉnh gương chiếu hậu gập điện này. Đấy, điều chỉnh lên xuống kính này. Và đây là cái tem của nhà sản xuất đây quý vị và bạn ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2011 quý vị và bạn nhé, và được sản xuất tại Hàn Quốc đấy ạ. Phiên bản nội địa của Hàn Quốc và nhập về Việt Nam là 2013, đăng ký lần đầu là năm 2013. Option thì rất là đầy đủ rồi quý vị bạn ạ. Vô lăng bọc da này. Tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng này, điện thoại rảnh tay này. Đấy. Và có cả sấy vô lăng luôn quý vị bạn nhé. Đấy, phiên bản này nội địa mới có sấy vô lăng này, sấy ghế này. Đấy, những cái này là phiên bản nội địa nó mới có đầy đủ option như thế này luôn đấy ạ. Và nội thất là nội thất da cao cấp luôn quý vị bạn ạ. Nội thất da rất là cao cấp rồi. Tiếp theo thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái cánh cửa phía sau bên lái. Đây là cái phần cánh cửa phía sau bên lái quý vị bạn nhé. Keo chỉ cũng còn nguyên bản luôn ạ. Còn rất là đẹp này, táp bi rất đẹp này. Ốc bản lề cũng còn nguyên này. Đấy, chúng tôi chưa có dọn dẹp gì cả mà nó mới như này đấy quý vị bạn ạ. Phần nội thất đằng sau này. Đấy, ghế da rất là mới, rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Đây là những cái đồ này là đồ của tôi nhé, chứ còn chủ xe thì cũng đã tôi mua lại là bỏ hết đồ của chủ xe ra rồi. Lót sàn ra đầy đủ hết cả rồi. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên cái phần nội thất để xem về cái khoang nội thất cũng như về option của chiếc xe quý vị bạn nhé. Tôi sẽ đây là cái khóa thông minh đèn nổ này. Tôi sẽ bấm điện lên cho quý vị các bạn xem. Đã, cho cái tôi có thể tắt cái điều hòa đi đã. Đầu tiên là tôi cho quý vị bạn cùng tôi xem về cái đồng hồ công tơ mét này. Chiếc xe đã lăn bánh được 11 vạn km rồi quý vị và bạn ạ. Vô lăng thì chủ xe bọc cơ, cho nên là còn rất là đẹp này. Bọc đẹp và kết hợp với vân gỗ này. Rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Vô lăng cũng rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị bạn nhé. Đấy. Vô lăng, cần số đều rất là đẹp. Xe cũng đã được trang bị là điều hòa tự động này. Điều hòa tự động này, đầu
CD có cả màn hình camera lùi các bạn ạ. Gương chiếu hậu cũng là gương chống chói rồi. Đấy, đây là cái phần gương chiếu hậu là gương chống chói quý vị bạn nha. Đấy, rất là mới, rất là đẹp luôn đấy ạ. Và bên trên có cả cửa nóc đây quý vị bạn ạ. Một chiếc xe rất là nhỏ bé, xinh xinh như chiếc xe này cũng đã được trang bị đầy đủ cái option như là option cửa nóc rồi quý vị bạn ạ. Đấy. Nhiều xe to chưa có được cái option này mà xe bé này đã có được cái option cửa nóc này rồi. Đấy, ghế thì có cả xây ghế này và cái để tì tay. Đây là cái tì tay cho ghế là bên lái đi đường xa thì chúng ta có cái ghế tì tay này. Đấy, và xây ghế đây quý vị bạn này. Chỉ có bản nội địa mới có được những cái option này. Đầy đủ không thiếu một cái gì cả quý vị bạn nhé. Đấy, hộp số tự động. Tiếp theo thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần cốp sau của chiếc xe quý vị bạn nhé. Cốp sau cũng đã có nút mở điện đây quý vị bạn ạ. Đó, chỉ cần bấm nút mở điện này là chúng ta có thể mở được cái cốp này lên rồi. Đó. Đầu tiên thì tôi vẫn cho quý vị bạn xem về cái phần ốc của cốp sau đã nè. Đây là cái phần ốc của cốp sau còn nguyên bản luôn quý vị bạn nhé. Chưa có tháo cái ốc cốp sau này. Đó, keo chỉ của cốp sau cũng còn nguyên bản luôn quý vị bạn ạ. Đó, keo chỉ cốp sau còn nguyên, ốc cốp sau còn nguyên bản hết luôn quý vị bạn nhé. Đấy. Đấy, còn nguyên bản hết luôn quý vị bạn ạ. Đấy, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, cho nên là những cái phần keo chỉ này nó chưa bị mất. Đấy. Rất là mới, rất là đẹp quý vị bạn ạ. Đấy, phần cốp sau quý vị bạn nhé, rất là mới, rất là đẹp luôn. Tiếp theo thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi mở cái cánh cửa phía sau bên phụ để ra cho quý vị và các bạn cùng xem này. Keo chỉ này còn nguyên bản quý vị và các bạn nhé. Keo chỉ nguyên bản này. Đấy, ốc bản lề cánh cửa sau còn nguyên bản hết luôn quý vị và các bạn nhé. Rất là mới, rất là đẹp. Phần trần cũng rất là đẹp luôn quý vị và các bạn ạ. Và đây là cái cánh cửa phía trước bên phụ, cánh cửa trước bên phụ cũng được là bấm tay để mở cửa đây quý vị bạn nhé, khóa thông minh, bấm tay để mở cửa này, keo chỉ nguyên bản luôn ạ, keo chỉ là còn nguyên bản hết này, không có bị mất một phân keo chỉ nào cả, rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị bạn nhé, ốc bản lề cũng còn nguyên, nội thất thì rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị bạn này, phiên bản 1.0. nhập khẩu này, sản xuất năm 2011, đăng ký lần đầu 2013 đấy ạ. Đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội quý vị bạn nhé. Rất là mới, rất là đẹp cho một chiếc xe nhập khẩu đấy ạ. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần động cơ của chiếc xe. Kia cũng đã trang bị cho phiên bản Morning này là cái khối động cơ xăng, động cơ 1.0 lít quý vị bạn nhé. Đấy. Phiên bản 1.0 lít này. Và tôi cho quý vị các bạn cùng xem, thứ nhất là về cái phần ốc cabo này. Đấy, keo chỉ của cabo còn nguyên bản hết luôn quý vị các bạn nhé. Ốc cabo keo chỉ nguyên bản này. Đấy, ốc chân máy này còn nguyên bản hết luôn quý vị bạn nhé. Chiếc xe này là chúng tôi cam kết là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản hết luôn quý vị bạn nhé. Vậy quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Kia Morning 2011 đăng ký lần đầu 2013 nhập khẩu nội địa Hàn Quốc phiên bản đủ này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608883 để được chúng tôi tư vấn ạ. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Kia Morning này ạ.
Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 279 triệu đồng quý vị và các bạn nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ.